Quý vị, những ngày qua trên mạng xã hội vẫn còn xôn xao vụ một nhóm du khách xuống bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An tổ chức vui chơi. Trong đó có một số phụ nữ cởi áo ngực để làm dụng cụ tiếp nước. Trước đó, ở một số địa phương cũng xảy ra tình trạng có người khỏa thân, bán khỏa thân giữa chốn đông người. Dù những hành vi ăn mặc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục khiến cho nhiều người bức xúc, nhưng hiện nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Vậy vì sao hành vi khỏa thân, bán khỏa thân nơi đông người lại không bị phạt? Pháp luật hiện nay quy định ra sao về hành vi này? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với hành vi không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, trước đây có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 73/2010. Tuy nhiên, đến năm 2013, khi Nghị định 167/2013 ra đời, thay thế cho Nghị định 73/2010 đã bỏ chế tài này. Hiện nay, Nghị định số 144/2021 thay thế cho Nghị định 167/2013 cũng không quy định xử phạt đối với hành vi trên. Về nguyên tắc, chỉ khi nào pháp luật quy định và cá nhân tổ chức vi phạm thì mới có thể bị chế tài xử phạt tương ứng. Đối với việc bỏ chế tài đối với hành vi không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, theo quy định hiện nay, theo tiến sĩ luật Nguyễn Văn Tiến, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là chưa hợp lý với tình hình thực tế đang diễn ra. Lý giải lý do không nên bỏ chế tài đối với hành vi trên, tiến sĩ Tiến nêu, thứ nhất, chúng ta phải bảo vệ nền văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, tức là đối với cách ăn mặc phải tùy theo địa điểm, sự kiện mà việc ăn mặc cho phù hợp. Thứ hai, dù việc ăn mặc như thế nào sẽ do cá nhân người đó tự quyết định, tuy nhiên, việc ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra, nên việc ăn mặc phản cảm là điều không nên, bởi cách ăn mặc cũng một phần liên quan đến những người xung quanh, liên quan về lứa tuổi, giới tính, tính chất của ngữ cảnh. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.